Nói chung là hình ổn, hàng ổn, nhưng con cái đố anh biết là cái gì? Một cái mà sẽ sợ ấy là hôi miệng. Không, không phải không hôi. Hôi miệng mà nó còn hôi cái chỗ kinh hưởng chỗ. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Vô Cử. Mình là CJ và khách mời là hôm nay là một người đặc biệt. Xin mời bạn Tino. Hello. Bây giờ xin sẽ cho Tino 5 giây để giới thiệu bản thân mình nào. PR, let's go. Hello các bạn, mình là Tino. Hai mọi người gọi mình là Tiến. Đấy là tên thật của mình. Mình đang làm Zumba Instructor tại Cali. Rất vui được hôm nay được đến với chương trình. Tuyệt vời quá. Lựa chọn như sao? Chúng ta sẽ có một số câu hỏi do chương trình đã đưa ra. Tino sẽ có 5 câu hỏi để hỏi CJ. Và trước khi Tino hỏi thì CJ sẽ phải xoay một vòng đến thử thách nào. Thì nếu mà câu hỏi của Tino CJ không trả lời được thì CJ sẽ phải thực hiện cái thử thách đó. Còn ngược lại cũng vậy. Alright. Dễ hiểu không? Yes. Đơn giản. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi ngày hôm nay. Cho bạn Tino, CJ sẽ nhường cho bạn Tino chọn thử thách trước. Okay. Ok, let's go. Ui, nhẹ tay với nhạc, nhẹ nhàng. Không phải nói nhiều. Nào. Come on. Chóng mặt quá. Come on. Thấy chóng mặt quá. Không biết. Đừng có mà tắt lại nha. Ôi sao máy đi. Ôi từ. Ôi ông muốn tả từ rồi. Được. Kể 3 lần làm chuyện đấy khiến Sino nhớ nhất không kể đủ hoặc không kể được. Phải làm thử thách. Ok, em sẽ kể 3 câu chuyện để không phải ăn mù tạt nhá. Được đấy. Rồi, lần thứ nhất. Lần thứ nhất là với một anh nước ngoài. Ok, một anh nước ngoài. Ui. Tất nhiên là mọi người biết là nước ngoài là như thế nào rồi đúng không ạ? Mày là chuyên đi cả thế giới luôn mà. Em học hoa con hệ quốc tế. Con hệ quốc tế. Rồi, nước ngoài chắc chắn là sai được rất là khủng khiếp. Rồi hôm đấy là gặp nhau lần đầu tiên. Xong rồi là mình cũng kiểu thấy mình có feeling với nhau thì mình cũng have sex với nhau đúng không? Ôi, má ơi, thực lúc còn em kiểu em cũng không nghĩ là nó kinh khủng đến mức độ như đấy đâu. Kinh khủng là kinh khủng kiểu sướng hay là kinh khủng không, kiểu... Kinh khủng là kinh khủng kiểu cái sai nó quá khổ như thế. Quá khổ. Xong rồi lúc mà kiểu em mở ra một phát xong kiểu không làm gì luôn. Em phải kiểu hôm nay em kiểu bị đau bụng, em mệt quá, em không làm gì cả. Bây giờ mình có thể làm ngoài mồm miệng chân tay được không? Oh my god. Thì anh ấy ok. Lần đầu tiên là kiểu mình không làm gì, mình không cho vào trong. Mình chỉ làm một miệng chân tay bên ngoài thôi vì nó quá kinh khủng về kiểu sai. Thế lần thứ nhất, lần thứ hai là với một anh Việt Nam. Thì em thấy kiểu tập gym đúng không? Có những 6 múi kiểu nâng tạ, cơ bắp, từng cuộn xong kiểu trông fit, ok. Đúng gu em thích kiểu trông kiểu đô đô một tí. Thì xong rồi em cũng hẹn đi cà phê. Đi cà phê với nhau xong thì cũng thấy kiểu hợp rồi ok. Lên giường. Thế là lên giường một cái thì kiểu em có thói quen là cái lúc mà mình kiểu mình hôn nhau ấy thì em sẽ có cái tay em sẽ phải kiểu phải di chuyển. Bệnh nghề nghiệp mà anh. Lúc nào tay chân nó cũng phải kiểu phải okay. Như thế. Thế xong là em chuyển đến phần dưới thì em chẳng thấy đâu ạ. Thế chẳng thấy đâu cả. Xong rồi xong em kiểu tự nhủ với bản thân là chắc là kiểu chưa lên thế nên là chưa sướng thế nên là kiểu mình không chờ thấy là đúng rồi. Xong rồi em mở đến lúc em dần di chuyển nhẹ nhàng xuống dưới em mở ra. Má ơi thứ hồn luôn. Ôi, nó kiểu như em trẻ em cấp một luôn ấy. Bề luôn. Hay là em rất là lịch sự, em kiểu em bảo là em nghĩ là mình không nói chuyện với nhau nữa. Tại vì là em tự nhiên cảm thấy mất hứng ấy. Thì thôi, em đi về. Không. Về luôn. Đuổi luôn. Em đuổi luôn mà.
Em kiểu không ngại ngùng đâu. Lần thứ hai đuổi luôn. Lần thứ nhất là vì quá khổ đúng không? Lần thứ hai là vì bé quá đúng không? Nhưng lần thứ nhất có thể chấp nhận được. Tại vì sao? Tại vì là em thích to nhưng mà chẳng qua là em sợ đau thôi. Lần thứ hai là vì bé quá. Không chịu được. Chịu được nên là phải cho về. Lần thứ ba nhá. Lần cuối cùng này. Lần cuối cùng là với một anh Việt Nam. Nói chung là hình ổn, hàng ổn, nhưng con cái, đố anh biết là cái gì? Một cái mà sẽ sợ là hôi miệng. Không, không phải, không hôi miệng mà nó còn hôi cái chỗ kinh hưởng chỗ. kiểu em, lúc kiểu em mở ra nhá, xong kiểu em tưởng phải đi bệnh viện cấp cứu luôn ấy. Kiểu mà em thấy là kiểu không ý thức ấy, một cái sự kiểu không ý thức, nghĩa là khi mà em đi, kể cả bất kỳ gì em đi chơi với ai thì em cũng sẵn sàng kiểu mọi thứ phải sạch sẽ, mọi thứ phải thơm tho, xịt nước hoa từ trên dưới, lúc nào cũng kiểu phải thế, vì trong tư thế lúc nào mình cũng phải sẵn sàng mọi thứ. Ông em mở ra một cái, em phải hỏi một câu là anh đã tắm chưa. Ông bảo là anh tắm rồi. Vãi. Em bảo là sao em không bảo gì nữa, sao em kiểu em nghĩ trong đầu là chắc là đấy là cái mùi cơ thể của anh nó như thế. Tắm rồi nó vẫn có cái mùi kiểu nước mắm, không ra nước mắm mà mặt cái mùi kiểu rất khó tả ấy chị. Anh biết cái mùi đấy không? Anh không muốn. Anh không muốn hình dung. Sorry. Yes. Và lần đấy em cho về. Em mà thôi mình nên về thì em thấy không có kiểu, em không thấy thoải mái nữa, em không thấy có cảm hứng nữa. Em thấy em bị kiểu tụt mất cảm xúc của em không muốn làm cái chuyện đấy nữa. Thì thôi, mình về và em nghĩ là mình không có hợp nhau đâu, mình không nên gặp lại nhau nữa. Ba lần đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em, không bao giờ quên. Rồi, ok, wow. Ok. Ui, là sao tôi cứ ăn một tạt đi chơi chứ mấy cái câu chuyện này đâu. Không, em phải kể để cho anh xả stress chứ. Được, ôi, hợp lý đó, rất là thoải mái. Ok, đến lượt của CJ nha. Trong mắt quá. Let's go. Kẹo thối đi. Chẳng sao. Kẹo thối đi. Dừng lại chứ. Ồ. Lại lần thứ hai. Cái này nó bị ấy à. Tuần lễ Pride dành cho LGBT được tổ chức vào tuần thứ mấy của tháng mấy hàng năm? Tháng 7. Từ từ đã. Được tổ chức vào tuần thứ mấy đã? Của tháng mấy? Tuần thứ mấy nó sẽ sinh hoạt tuần thứ 3 hoặc là thứ 4 đúng không nhỉ? Không, em không biết. Tuần thứ 3 của tháng 7 hàng năm. Mình biết là Pride Month là cả tháng 7. Ừ. Sai. Nó là vào tuần thứ 3 của tháng 9. Sai. À, tháng 9 à? Ê, tháng 9. Ăn thôi. À, ừ nhỉ. Yêu. Yêu. Kinh là mua không? Mua em lấy một kinh nữa. Dạ. Dạ. Khổ ghê. Kinh đấy. Đến lượt em nhá. Ok. Cái gì vậy? Kiểu giả vờ xoay mạnh. Nào. Sữa chua hạt. Sữa chua hạt. Được hết. Anh hỏi đi. Yeah. Anh có chuẩn bị sẵn cho em lên đi. À rồi, ok anh. Rồi. Câu hỏi thứ 2. Thử thách thể hiện sự nam tính của mình bằng thử thách diễn lại khoa vương TikToker. Làm đối phương cười thì đối phương phải làm... À, làm... Đối phương cười thì đối phương phải làm sao? Anh phải nhìn em ấy, anh không được nhìn chỗ khác. Anh phải nhìn vào em thứ. Ô, thua rồi, anh cứ nhìn thôi. Đúng rồi, mình thế nào? Không được cười, mọi người không được cười. Ok, mình tính. Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không? Nhưng mà khó chịu.
trời ơi, mình ghét nhất cái thứ tác kiểu này, mình lại là người phải chịu. Yêu. Xin mời em. Số. Oh, no. Em. Anh chưa kể em bài yêu vui đúng không? Hư đúng không? Nào? Công chỗ! À, mình thích cái này! Ôi chị! Ờ, trông cái này không ngon đấy. Mà cái này là mayonnaise à? Mayonnaise với sô-cô-la. Câu hỏi thứ hai. Thả thính bằng hành động với Tino. Tino cười sẽ phải chịu phạt. Bây giờ anh thả thính em, nếu em cười anh sẽ phải ăn. Giống như vừa nãy. Anh thả thính em đi. Hey. Ok, lần này xin không được ăn gì hết. Nếu em không cười là không phải ăn à? Em không được động, xin cho em không được động một người em. Ok, trả luôn. Em à? Em có biết? Chị chẳng biết gì. Nhưng mà không có rồi, ăn đi, ăn đi. Ok. Một chương trình mà host sẽ ăn từ đầu đến hết tất cả những món hết chương trình. Cơm trộn là bao gồm cơm này, sô-cô-la này, mà mình đi kết với mayonnaise, ok. Không, chắc là ổn ok được. Vị ok. Mayonnaise làm hỏng hết cả vị của nó. Giá mà không có mayonnaise thì ngon lắm. Không có mayonnaise bự quá.